Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube Di Cao Đông Minh Số nha. Vâng, trước tiên Di Cao Đông Minh Số để chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào ạ. Vâng, hôm nay bên em lại có một sản phẩm mới đến giới thiệu đến các bác. Vâng, đó là cái lọc DBX. Vâng, bên em nhập về cũng rất là nhiều, em chỉ bày một số ra đây để đại diện giới thiệu cho các bác ạ. Mã của nó DBX 215. Bên em đang kết nối một cái lọc DBX sẵn đây ạ. Và em đang kết nối với một cái đẩy công suất liền vang Jaguar PA602. Cái dòng Jaguar PA602 cũng rất là chạy, vì nó tích hợp công nghệ mới và kết hợp với một cái lọc DBX nữa thì tuyệt vời, không còn gì bằng. Đây là tổng thể của cái lọc DBX này. Lọc DBX mã của nó 215 đây ạ. Hàng mới Trung Quốc bên em nhé, hàng bảo hành 1 năm cho các bác. Vâng, thì cái lọc này là của nó là gồm 30 cần gạt mỗi một bên, đây channel 1 này, channel 2 này, em hay gọi là kênh. Kênh 1 là 15 cần, kênh 2 20 15 cần là 30 cần hai bên. Vâng, bên em đang kết nối với cái đẩy công suất liền vang. Là một đôi loa Pioneer F75 cũng rất là thịnh hành hiện nay. Là một cái xúc B3 7725 mã. Em hơi chặt thì em hơi bừa bộn, nhưng kết nối rất là đầy đủ cho các bác để trải nghiệm một cái lọc DBX mã là 215 này. Nhìn nó rất là mỏng manh thôi, nhưng ẩn chứa trong mình một cái công nghệ rất là mới. Thứ nhất là lọc sạch tạp âm, chỉnh rất là nhiều giải. Đây, cho giải từ 25Hz đến 16kHz luôn này. Đấy, rất là rộng. Thì tất cả các chỉnh cũng như các cái lọc gì khác đấy ạ. Nhưng riêng cái dòng này là ẩn chứa trong mình một cái công nghệ mới. Nhìn rất là chắc chắn và khỏe khoắn. Đấy. Vâng, thì đầu tiên là chế độ. Đây là em đang cho đi qua lọc đấy anh nhá. Em tắt lọc đi nhá. Đây em tắt lọc đi này. Đây là chế độ EQ Bypass này, để so sánh giữa có lọc và không có lọc ạ. Đấy, thì nghe chất nhạc rất là bí. Thì giờ em lại mở lên cho các bác nhé. Đấy. Đấy, nghe chất âm rất là sáng. Đặc biệt là dàn karaoke gia đình mà được hỗ trợ một cái lọc xì hoặc là hay là EQ laser ấy, thì cái chất âm rất là hay. Thứ nhất là dày tiếng, thứ hai là sáng tiếng, thứ ba là rất là sạch. Và nghe nó được cái nâng cấp lên một cái giải âm rất là mới và nghe nó khác hẳn hoàn toàn khi không có lọc. Vâng, thì cách chỉnh cũng rất là đơn giản thôi ạ, không quá khó. Ở đây còn một cái nút là Jungle, đây là biên độ nhé. Đây là cộng trừ biên độ cho chất âm nó rộng hơn. Đấy các bác tắt đi. Tắt đi thì là cái biên độ nó không được rộng và không được mạnh, thì các bác phải ấn vào cộng thêm biên độ nhé. Đấy, nhìn này. Đấy, cộng cả hai kênh thì nghe nó rất là mạnh. Đấy, thì cách chỉnh nhá, thì em hướng dẫn các cách chỉnh này. Từ một cái lọc gì nào cũng thế thôi, nó có ba giải, là bát trung chét này. Đấy, thì là giải bát từ 25Hz đến 400Hz này. Thì là giải bát này thì các bác cái lưng từ 25Hz này trở lên là bác lưng cũng tương đối vừa phải thôi, đừng cao quá. Đấy, nó sẽ bị gọi là tiếng bát nó mạnh quá, nghe nó không được mềm. Đấy, từ 25Hz đến 400Hz thì các bác cứ lưng dần dần hình vòng cung nhá. Đấy. Đấy, từ 600Hz đến 2kHz nó giải trung thì các bác được cân bằng nhá. Lọc xì nào cũng vậy đấy ạ. Đây, đây là giải trung của lời ca sĩ hay là lời chúng ta hát ấy, thì là các bác để cân bằng. Vâng, còn từ 4kHz đến 16kHz thì các bác cũng lưng từ từ giống như bên giải bass đấy ạ. Đấy, lưng cao này. Cao xong thấp dần đến 2,5kHz thì các bác dừng lại và các bác để cân bằng. Từ 25,5kHz đến tầm 630Hz thì các bác để cân bằng nhá. Từ 630Hz về đến 25Hz thì các bác lưng cao dần nhá. Đấy. Rất là dễ chỉnh đấy ạ. Thì hai kênh cái lọc xì thì tất cả chúng ta đều phải chỉnh hai kênh đều bằng nhau.
không nghe một bên lệch một bên nghe lệch rất là khó chịu. Vâng, đặc biệt cái này là không có đèn nhá. Đôi khi có những người thích đèn nháy rất là đẹp, nhưng có người sợ trẻ con nó ngủ có đèn nó rất là chói, thì cái dòng này thì không có đèn đèn nó quắc. Đấy, trơn luôn thế ạ. Cách đấu cũng rất là dễ, thì nữa em sẽ hướng dẫn cách đấu phía đằng sau nhá. Em thử tắt lọc như này. Đấy, thì các bác phân biệt được và so sánh được là cái chất nhạc mà chúng ta nghe nó đi thẳng mà chưa có cái lọc xì hay là chưa có equalizer thì nó sẽ bí. Sẽ lại bật lên nhá, cả hai loa nhá, cả hai bên luôn. Đấy, nghe nó được lên và là nâng cấp lên một cái giải âm mới, nghe rất là sướng. Các bạn quay ra sau giới thiệu của các bác nhá. Đây là dây nguồn này, dây nguồn thì ai cũng biết rồi ạ. Đấy, đây tín hiệu đầu vào này. Vâng, đây thì có dây tín hiệu đầu vào. Đây nhá, đây để em quay đằng sau đấy. Vâng, đây em quay đằng sau cho các bác. Thì dòng DBX này nó có hai chế độ cắm, một là jack Canon ra hoa sen, hai là jack 6 ly ra hoa sen. Vâng, thì các dòng khác như các dòng Pioneer bên em bán thì nó chỉ là jack jack hoa sen không thôi. Nhưng bên này cái lọc này nó hỗ trợ cả jack Canon ra hoa sen và 6 ly ra hoa sen. Thì gia đình mình có cái jack nào cắm jack đó nhá. Đây phía đằng sau đây ạ. Vâng, thì cái cổng đây, cái kênh bên phải em đây thì là channel 1 này, thì nó có input này. Input thì là tín hiệu đầu vào, thì cho cả jack Canon ra hoa sen và 6 ly ra hoa sen. Đây thì em hiện tại đang cắm 6 ly ra hoa sen nhá. Đấy. Còn output ra này, output ra cũng cùng kênh luôn, output ra. Đấy. Thì là ra âm ly hoặc là ra vang hoặc là ra để công suất liền vang. Đây hò tí ạ. Còn đây input kênh 2 này. Đây thì nó sẽ sạc rất rộng như hai cổng input vào. Đây, kênh 2 này, input cũng bằng jack 6 ly ra hoa sen. Xong output cũng là jack 6 ly ra hoa sen ạ. Thì đây là hai cái cổng này, hai cái cổng này là đây, cổng này này. Đây và cổng này là tín hiệu đầu vào em lấy từ máy tính. Đấy ạ. Đấy, còn hai cái cổng output này này, đỏ trắng này này, em đây hai dây này này. Đấy, em đấu xứng cái đẩy công suất liền vang Jaguar PA602. Đấy, rất là dễ, rất là đơn giản để kết nối thế ạ. Em lại nhắc lại nhá, đây là hai cái dây. Đây, hai dây em đang chặn tay này. Đấy, là input là tín hiệu đầu vào từ TV hoặc từ điện thoại hoặc từ máy tính. Đấy. Các bác cứ nhớ là input vào, là output ra. Đấy, thì các bác chia. Bây giờ em lại quay mặt nó ra trước để em hướng dẫn nhé. Rồi sau khi bên em đã hướng dẫn chi tiết là phía đằng sau thì đây là cái tín hiệu đầu ra này. Đấy, tín hiệu đầu ra nhé. Đây output đây này. Đây output đây nhá. Hai cái dây này là output này. Em đưa xuống tín hiệu đầu vào của đẩy công suất liền vang này. Đấy, đẩy công suất liền vang. Đây, em tách ra nó dễ. Đấy. Còn cái dây này là em đấu ra súp. Đấy, đấu ra súp riêng. Đấy, rất là dễ. Đấy, như vậy là bắt đầu tín hiệu đi ra hai loa, sang hai bên. Đấy, nói chung là cũng không khó đâu ạ. Các bác không biết đấu thì các bác có thể gọi điện cho trực tiếp cho bên Zika Audio Minh Số để tư vấn cách đấu ghép. Hoặc các bác để lại số điện thoại thì bên em cũng tư vấn miễn phí cho các bác. Vâng, hướng dẫn một lần, vài lần là các bác sẽ thành chuyên gia về âm thanh. Kể cả cách chỉnh, kể cả cách kết nối. Vâng, nói chung là các bác cũng phải nên biết, vì là đôi khi có những cái thiết bị chúng ta mua về mà chúng ta không biết đấu ghép thì chúng ta sẽ phải tự tìm hiểu và đấu ghép được thì lúc đấy chúng ta mới cảm thấy thoải mái. Cái sức này gọi thợ đến cũng rất là mệt. Bên em thì cũng hướng dẫn rất là chi tiết. Rồi chúng ta lại quay trở về cái lọc DBX 215. Đấy thì mặt trước của nó được gọi là màu, gọi là màu ghi đi, màu ghi. Và các cái kênh của nó được màu đen. Và các cái cần này nó không có đèn nhé. Đấy, cũng rất là dễ. Và đây cũng
đây cũng là to nhỏ của đây input gate là tín hiệu to nhỏ của từng kênh một này. Đây đấy, em tắt đi đấy, nó cũng chỉ là volume to nhỏ thôi ạ. Đấy, thì các bác cứ để vào giữa đi, 12 giờ cho nó của nhà sản xuất đi. Đấy, trong đầu các bác can thiệp là can thiệp những cái volume của đẩy hay là của vang hay là của đẩy công suất liền vang hay của âm ly. Đấy, chúng ta can thiệp. Đấy, nói chung là rất là dễ chỉnh. Thì chúng ta lắp thiết bị nào vào kết nối thì các thiết bị đó đều có volume này, nói chung là cũng rất nhiều chức năng, thì chúng ta sẽ tự tìm hiểu. Và không biết thì các bác cũng để lại số điện thoại cho bên em sẽ tư vấn. Nói chung là lên biết chúng ta tự chỉnh được, vì là bên em chỉnh hay nhưng đôi khi là về đến nhà các bác nó chưa hay. Cái đấy là phụ thuộc vào vấn đề gì, đó là phụ thuộc vào cái tai từng người nghe. Đấy, có người thích nghe nhiều chép nghe nó sang tiếng, nhưng có người thích nghe nhiều bass cho nó cái chất âm nó sâu dày dễ chịu. Vâng, cái đấy thì là không cố định được. Đấy, làm sao mình chỉnh làm sao là cho ta cái tai của mình nghe được dễ chịu nhất thì đấy là hay rồi. Nói chung là cũng không quá khó đâu ạ. Vâng, đấy thì bên em cũng về cái dòng lọc DBX 215. Vâng, nhìn nó rất là mỏng manh. Đây. Nhưng ẩn dưới trong mình một cả một cái bộ óc sáng tạo. Đấy, em chỉnh hai cái kênh đều nhau luôn. Đấy thì các bác nào mà muốn đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại cho bên em sẽ gọi điện tư vấn cho các bác. Đấy, mà bác nào mua sản phẩm bên em thì bên em sẽ tặng toàn bộ dây kết nối nhá. Ví dụ là các bác dùng âm ly, dùng đẩy, bên em sẽ tặng dây kết nối, để bên em sẽ tặng những cái đầu vào này. Đấy, đầu vào, đầu ra này. Đấy, để các bác chỉ việc kết nối thôi ạ, chứ không phải mua thêm bất cứ một cái thiết bị nào để các bác về đấu ghép. Vâng, bên em về rất là nhiều. Bên nào bên em về cũng là rất nhiều hàng mới. Bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh bên em nhé, để tiện theo dõi. Đôi khi bên em có những cái giờ vàng giảm giá rất là tốt cho các bác khách hàng. Vâng, ngày hôm nay thì bên em đã giới thiệu chi tiết một cái lọc DBX 215. Vâng, thì sau cùng thì em chúc tất cả các bác, quý vị và các bạn một ngày càng nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Em nói cũng hơi mệt. Đấy, tổng thể một bộ combo karaoke gia đình cũng tầm tiền đấy ạ. Nếu mà các bác thích thì bên em cũng có thể bán lẻ từng sản phẩm một. Và các bác thích combo bên em cũng bán. Đầu tiên là một Donapioner F75, một cái đẩy công suất liền vang Jaguar 602, một cái lọc DBX 215 và một cái súp điện B3 717 25 mã. Vâng, máy tính em không bán đâu nhá, máy tính em để em trưng bày thôi ạ. Ông bác này bà bảo bán trả cho tôi cái máy tính. Đây em để trưng bày cái logo của bên Zcao đưa đánh số đấy ạ. Ông lại bảo là cả combo đấy em thấy cả cái máy tính mà bác lại không bán.